Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A/H5N1 trên thế giới, cũng như tại Việt Nam, mới đây nước ta ghi nhận một trường hợp tử vong trên người do loại virus này. Tại một số địa phương cũng đã ghi nhận các ổ dịch cúm trên gia cầm, tiêu hủy hơn 40.000 con. Trong đó có hai địa phương là Tiền Giang và Long An. Đây là hai địa bàn lân cận với tỉnh Bến Tre, nên nguy cơ tỉnh sẽ ghi nhận cúm trên gia cầm là rất cao. Vì thế, người dân cần tăng cường cảnh giác nguy cơ lây nhiễm bệnh từ gia cầm sang, tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Bác sĩ Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lưu ý bà con một số biện pháp phòng bệnh như sau. Đối với cúm gia cầm thì nó về triệu chứng lâm sàng nó cũng không khác biệt gì lắm so với các loại virus cúm khác. Cho nên là thường là bà con chúng ta hay không để ý và không quan tâm. Đối với những triệu chứng cơ bản thì chúng ta cũng xem như là một cái triệu chứng của cúm, có triệu chứng của viêm đường hô hấp, bệnh nhân sốt, ho, chảy mũi, đau nhức cơ, đau rát vùng họng. Khi mà diễn tiến nặng hơn nó sẽ có cái hội chứng về thần kinh, bệnh nhân lừ đừ, hôn mê hoặc là triệu chứng về hô hấp, đau tức vùng ngực, vùng bụng. Đôi khi đưa đến suy hô hấp và bệnh nhân sẽ tử vong trong cái tình trạng là suy đa chức năng, đa cơ quan. Cúm gia cầm thì là do siêu vi, nhưng mà thực tế thì là chưa có vaccine để phòng cái cúm gia cầm H5N1. Cái việc mà quan trọng nhất là khi tiếp xúc với gia cầm, rồi khi giết mổ, đặc biệt là chúng ta không có tiêu thụ và vận chuyển những cái gia cầm mà có cái nguồn gốc không rõ ràng, hoặc là giết mổ những cái gia cầm mà đã mắc bệnh. Tuyệt đối là chúng ta phải ăn thịt gia cầm được nấu chín. Trong quá trình tiếp xúc đối với bà con mà trực tiếp chăn nuôi gia cầm thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Khi tiếp xúc trực tiếp thì chúng ta phải có phòng hộ cá nhân, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang. Tất cả các giải pháp đó chúng ta phải đặc biệt chú ý và quan tâm. Bên cạnh việc tuân thủ các giải pháp phòng bệnh kể trên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân tiêm phòng vaccine cúm và vaccine phế cầu để phòng tránh nguy cơ viêm phổi nặng nếu không may mắc cúm A/H5N1 và một số bệnh hô hấp gây viêm phổi nặng khác.